LIMOSA. Xin chào các bạn, lại là LIMOSA đây. Chào mừng các bạn đến với video review máy lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-RUV10RB2. Điều gì khiến chiếc máy lạnh này trở nên khác biệt? Hãy cùng LIMOSA tìm hiểu những tính năng đột phá và những ưu điểm vượt trội của sản phẩm này nhé. Trước hết, hãy cùng LIMOSA tìm hiểu về tổng quan của máy. Máy lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-RUV10RB2 là sản phẩm đến từ thương hiệu Aqua, một thương hiệu điện máy uy tín đến từ Nhật Bản. Máy được ra mắt vào năm 2024, thuộc dòng máy lạnh Inverter, một chiều, có công suất làm lạnh 9000 BTU, phù hợp cho các phòng có diện tích dưới 15 m². Tiếp theo, cùng LIMOSA phân tích các đặc điểm nổi bật của chiếc máy lạnh này nhé. Điểm ưu việt đầu tiên là chế độ làm lạnh nhanh Turbo. Khi kích hoạt chế độ Turbo, máy sẽ giảm nhiệt độ phòng xuống 1.5 độ C chỉ trong vòng 3 phút, giúp không gian phòng trở nên mát mẻ nhanh chóng. Thứ hai, máy có tính năng hút ẩm thông minh Smart Dry. Chức năng Smart Dry tự động điều chỉnh độ ẩm, giúp phòng luôn khô ráo và thoáng đãng ngay cả trong những ngày ẩm mốc. Máy lạnh này sở hữu công nghệ Inverter kết hợp chế độ Eco giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 63%, đồng thời đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu. Công nghệ UVC Pro có khả năng diệt hơn 99% virus, mang lại bầu không khí trong lành, sạch khuẩn. Một đặc điểm nổi trội khác là hệ thống lưới lọc chi gắt giúp lọc sạch bụi bẩn, mang lại không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe gia đình. Giá thành của máy lạnh AQA-RUV10RB2 hiện đang dao động từ 6 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên giá của máy có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào cửa hàng. Để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt, LIMOSA sẽ đánh giá chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của máy lạnh AQA-RUV10RB2. Trước tiên là ưu điểm của máy. Về thiết kế, máy lạnh có màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh giúp cho người dùng theo dõi nhiệt độ dễ dàng bất cứ lúc nào mà không cần sử dụng đến remote. Đối với hiệu quả làm lạnh, máy lạnh có khả năng làm lạnh nhanh và hiệu quả, phù hợp cho không gian phòng có diện tích dưới 15 m². Xét đến độ ồn, mức độ ồn từ 24 đến 39 decibel tương đối thấp, không quá ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người dùng. Khả năng tiết kiệm điện, máy được trang bị công nghệ Inverter và chế độ Eco giúp tiết kiệm điện đến 60% so với máy lạnh thông thường. Bên cạnh đó, chiếc máy lạnh này có những nhược điểm sau. Về công suất, máy có công suất 1HP, chỉ phù hợp cho không gian phòng có diện tích dưới 15 m². Nếu sử dụng cho phòng có diện tích lớn hơn, máy có thể không đủ khả năng làm lạnh hiệu quả. Đối với mức độ làm lạnh, mặc dù có khả năng làm lạnh nhanh, nhưng hiệu quả làm lạnh của máy có thể không mạnh mẽ bằng một số máy lạnh có công suất cao hơn. Đối tượng phù hợp sử dụng máy: hộ gia đình có không gian phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng khách có diện tích dưới 15 m², sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng ở ký túc xá hoặc nhà trọ, hoặc các cửa hàng nhỏ, quán cà phê, phòng spa. Tóm lại, máy lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-RUV10RB2 là một sản phẩm đa năng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Với nhiều ưu điểm nổi trội, đây là một lựa chọn tốt cho người tiêu dùng đang tìm kiếm một chiếc máy lạnh chất lượng cao cho không gian nhỏ. Với nội dung đánh giá máy lạnh trên, LIMOSA hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của LIMOSA. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi LIMOSA để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận, LIMOSA sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải.